Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lễ hội Tết Việt vừa được khai mạc tối qua tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đặc sắc, tạo điểm nhấn mới cho du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh với những dấu ấn đậm nét về Tết ba miền. Vẫn là làng nghề, vẫn là đường mai phố ông đồ, nhưng ban tổ chức đã phát triển tốt hơn, mới mẻ hơn, nhiều sắc thái hơn so với mọi năm. Sự kiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều nghệ nhân với các hoạt động làng nghề như nặng tò he, nghệ nhân làm bánh lá dừa, hoa xếp giấy, lồng đèn. Ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực, khu trưng bày áo dài, bán đồ lưu niệm, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách khi đến tham quan. Thưa quý vị, nhiều gian hàng ẩm thực, nhiều làng nghề truyền thống cùng với 120 gốc mai vàng đã tạo nên một không gian Tết đầy ấn tượng tại lễ hội Tết Việt. Bước qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 đã mở ra một không gian Tết đầy ấn tượng và màu sắc, nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của Tết Nam Bộ nhằm phục vụ cho người dân và du khách. Đây là sự kiện lần đầu tiên của thành phố mình sau mùa dịch giãn cách, thì mọi người rất là đông vui và hào hứng đón Tết. Sau dịch bệnh mọi người cảm thấy là đã trở lại với cuộc sống bình thường hơn, thì em cũng mong là sau dịch bệnh này thì mọi người có thể đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn, cũng như là giữ gìn sức khỏe trong dịch bệnh để có một cái Tết thật là ấm no, hạnh phúc. Trong năm mới thì em hy vọng là tình hình dịch nó sẽ giảm xuống, mọi người sẽ được về quê hương để có thể đoàn tụ với gia đình. Mong muốn cho gia đình mình và mọi người trong thành phố và toàn đất nước là đón một cái Tết an vui, dịch bệnh thì sớm được đẩy lùi. Năm nay thì lễ hội Tết Việt vừa là hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chúng tôi cũng nhấn mạnh về cái giới thiệu rõ hơn về cái nét đẹp của Tết của Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi cũng tạo ra những cái điểm check-in để cho người dân thành phố có thể xuyên suốt, có thể được chụp những cái ảnh đẹp. Rồi ban tổ chức chúng tôi rất là kỳ vọng lễ hội sẽ tiếp tục thêm nhiều năm nữa, và trong năm sau chúng ta sẽ được tổ chức thêm không gian rộng hơn và được thu hút được nhiều người dân và các cái tỉnh thành để cùng tới trở lại là một cái lễ hội du lịch văn hóa thật là đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động sẽ kéo dài trong 15 ngày đến 12 giờ ngày 29 Tết, tức 31 tháng 1 năm 2022, phục vụ người dân từ 7 giờ cho đến 22 giờ. Ngoài ra, chương trình vẫn duy trì các không gian vui chơi, chụp hình cho đến Tết mùng 5, Tết Nhâm Dần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, ổn định và phát triển, và định hướng các mục tiêu chương trình Phật sự năm 2022. Trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, dừng tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo có yếu tố tập trung đông người. Đồng thời vận động tăng ni Phật tử, đồng bào có đạo vượt qua khó khăn, tích cực tham gia đóng góp quỹ vaccine phòng Covid-19, quyên tặng vật tư y tế, phương tiện hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu với tổng trị giá trên 855 tỷ đồng. Giáo hội cũng kêu gọi tăng ni Phật tử tình nguyện tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch, giúp giảm tải áp lực cho y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Năm 2022, Giáo hội sẽ tăng cường công tác quản trị bằng phương tiện công nghệ số, xây dựng Giáo hội thành phố thông minh, năng động, sáng tạo, tích cực vận động tăng ni, Phật tử, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đóng góp, thực hiện các chương trình từ thiện nhằm nêu cao tinh thần từ bi của Đạo Phật. Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã 2 tuần liên tiếp giữ vững được vùng xanh, và trong nhiều giải pháp đồng bộ đã được thực hiện, thì việc tiêm vaccine sớm và đủ được ngành y tế thành phố xem là trụ cột quan trọng. Đặc biệt, để có thể hoàn tất việc tiêm mũi vaccine nhắc lại, mũi bổ sung cho người dân trong tháng 1 năm 2022, theo mục tiêu mà thành phố đề ra, thì các quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai đồng loạt nhiều hình thức tổ chức tiêm khác nhau, kể cả ngày cuối tuần. Bà Lê Thị Sâm năm nay đã ngoài 90 tuổi, đi lại rất khó khăn, thuộc đối tượng nguy cơ cao trước Covid-19. Do vậy, chính quyền địa phương đã theo sát thời gian tiêm giữa các mũi để bố trí đội tiêm đến tận nhà thực hiện tiêm mũi tăng cường khi đủ thời gian theo quy định. Ban đầu mình cũng lo lắng lắm, còn một cụ già nữa ở nhà. Nhưng sau đó, phường để báo cho biết là đến nhà tiêm. Và tôi thấy là chính quyền rất là quan tâm tới người già. Đây là một trong số 3 đội tiêm lưu động thuộc Bệnh viện quận 8.
Mỗi ngày đội có thể tiêm tận nhà cho 20 đến 30 người dân. Bất kể là ngày nghỉ hay gì đó thì tụi em cũng sẽ trực tiếp để đến tiêm cho mọi người. Cố gắng hết sức mình để tranh thủ nỗ lực để mà tiêm càng nhiều càng tốt ạ. Thưa quý vị, trong chiến dịch tiêm chủng nhắc lại cho người dân thì ngành y tế thành phố chủ động triển khai các đội tiêm lưu động đến từng nhà để tiêm cho người dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Bên cạnh đó sẽ tiến hành tiêm song song những đối tượng nguy cơ cao cùng với những đối tượng khác để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Để đẩy nhanh tiến độ phủ 100% mũi tiêm bổ sung và tăng cường, ngoài các đội tiêm lưu động, quận 8 còn bố trí 12 điểm tiêm cộng đồng trên địa bàn. Mình được chích mũi 3 để phòng chống bệnh COVID-19. Mình cũng rất yên tâm khi mà nhà nước đã lo cho mình. Sau khi tiêm mũi 3 thì em cảm thấy rất là an toàn và nhưng mà bên cạnh đó thì em còn phải giữ quy tắc 5K để bảo vệ cho bản thân và cũng như mọi người. Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3. Thì ở bên quận thì đã huy động tất cả các lực lượng, nhân viên y tế, tổ chức các điểm tiêm cộng đồng và tiêm cả ngày thứ bảy chủ nhật, kể cả ban đêm luôn. Và tranh thủ những cái ngày mà vắng những cái người điểm tiêm thì chúng tôi đến tổ chức tiêm lưu động cho từng những cái cá nhân không đi lại được. Cố gắng thực hiện cái tinh thần là không bỏ lại một cái người nào ở phía sau hết. Đến thời điểm này thì cơ bản là đã hoàn thành được cái tiến độ. Trong thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên Đán, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục đến tận nhà rà soát những trường hợp chưa tiêm, tìm hiểu nguyên nhân, vận động tiêm và tiêm sớm, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người dân trên địa bàn. Tính đến nay, thì thành phố Hồ Chí Minh đã khôi phục toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ, từng bước thực hiện mục tiêu khôi phục kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong đó, thì lĩnh vực kinh tế đêm đã từng bước được hồi sinh. Sức sống của những con đường ăn uống, phố ẩm thực sôi động, vốn là đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, từng bước khôi phục. Sau gần 2 năm liên tục gián đoạn vì dịch bệnh thì đến hôm nay con phố Tây Bùi Viện dường như đã bắt nhịp lại với cuộc sống nhộn nhịp sau gần một tuần được kinh doanh và hoạt động trở lại. Mặc dù chỉ với hơn 70% các cơ sở kinh doanh tại đây được hoạt động trở lại, nhưng dường như đây cũng là một trong những tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp tại khu vực này có thể mở rộng đầu tư và kỳ vọng vào sự phát triển của lĩnh vực kinh tế đêm trong thời gian tới. Hiện tại thì quán em bán cũng ổn lại, số lượng khách thì bây giờ cũng đông lại. Đồ ăn và đồ uống thì mình đều quán có giảm giá xuống một phần nhỏ rồi, dần dần để trở lại rồi, đa số khách quen không à, còn khách mới thì vẫn chưa có. Còn tại phố ẩm thực Kỳ Đài Quang Trung, quận 10, đây là ngày thứ tư anh Nguyễn Thanh Phong và hơn chục tiểu thương tại đây được kinh doanh trở lại sau hơn nửa năm tạm dừng vì dịch bệnh. Để tạo không khí mới lạ, ban quản lý chợ đêm đã cho biểu diễn văn nghệ, các hoạt động tập kỹ thu hút thực khách và du khách đến vui chơi giải trí. Từ lúc mà có lô tô thì khách đến rất là đông, thì hy vọng là sau này những tiểu thương khác người ta cũng sẽ quay trở lại để ta kinh doanh buôn bán. Và hy vọng cái chợ đêm mình sẽ phát triển ngày càng đông. Tiểu thương như em thì cũng mong là ban quản lý của mình đó là mở rộng truyền thông để quảng cáo trên các kênh nó đa dạng hơn. Người ta vẫn chưa biết được đây là cái phố đi bộ, tức là người ta nghĩ đây chỉ là một cái phố ẩm thực thôi. Xác định kinh tế đêm là một trong những nguồn lực chính để phục hồi kinh tế, kích cầu du lịch trong giai đoạn bình thường mới, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch vừa phục hồi vừa mở rộng, phát triển loại hình kinh tế này gắn với bản sắc đặc trưng của mỗi địa phương. Tuyến đường kinh tế Hậu Giang của quận 6 dù chỉ mới được đưa vào hoạt động 2 tuần nay nhưng đã có được dấu ấn riêng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế quận nhà. Hậu Giang là một trong những tuyến đường trọng điểm về kinh tế của quận. Và trên tuyến đường này là cái điểm kết nối với công trình kiến trúc lịch sử nghệ thuật chợ Bình Tây, hay còn được gọi là chợ lớn, là một điểm mà thu hút rất là đông đảo khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Sự hồi sinh các loại hình kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ đóng góp tỷ trọng lớn cho ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phục hồi. Vì vậy, các hộ kinh doanh ngoài sự cố gắng để duy trì phát triển vẫn phải thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch để ánh đèn kinh tế này tiếp tục được thắp sáng mỗi đêm. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Văn phòng Đáp ứng Khẩn cấp Dịch bệnh, đã kêu gọi các địa phương nên tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết trong thời điểm Việt Nam đã chấp nhận ngưng chiến lược Zero Covid và chấp nhận có người nhiễm trong cộng đồng. Thay vì ngăn sông cấm chợ, các địa phương cần làm tốt việc kiểm soát và phản ứng với rủi ro.
tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì thế, dù về quê ăn Tết thì người dân vẫn không nên lơ là các biện pháp phòng chống dịch và cần tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ mọi nơi, về quê cúng dỗ tổ tiên, gặp gỡ cha mẹ, con cái, nhưng không tổ chức các hoạt động đông người, không nên tổ chức ăn uống linh đình, nên hạn chế thăm nom, tụ tập và nhất thiết phải khai báo y tế. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong thời gian tới được Công an thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt ở nhiều xã có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, đặt ra nhiều thách thức trong quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự. Việc nâng cấp công an xã là yêu cầu bức thiết trong tình hình mới. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh xây dựng công an xã chính quy tại 58 xã trên địa bàn. Công an xã chính quy do trưởng công an xã chỉ huy, có từ 2 đến 3 phó trưởng công an xã và có bộ máy gồm các tổ tổng hợp, tổ cảnh sát khu vực, tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Và đến nay, Công an thành phố đã điều động hơn 772 cán bộ công an chính quy về công tác tại công an các xã, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng này. Năm nay thì nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh tung hàng loạt phương thức xét tuyển mới dành riêng cho những thí sinh giỏi. Điển hình như trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tuyển theo 4 phương thức, đáng chú ý là dành đến 25% cho tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ưu tiên xét tuyển thí sinh là thành viên thuộc đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải nhất nhì ba, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và đạt cả thành tích cao trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao. Ngoài ra, nhiều trường đại học còn sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng học bổng khuyến tài để thu hút thí sinh giỏi tham gia xét tuyển trong năm nay. Tin thế giới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tổ chức cuộc meeting đầu tiên của mình trong năm diễn ra bầu cử giữa kỳ tại Florence, bang Arizona. Cuộc meeting diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng Hòa ngày càng tỏ ra lạc quan trước các cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Trong bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ, cựu Tổng thống Trump đã đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm cả đại dịch COVID-19, nền kinh tế, các chính sách đối ngoại và tội phạm. Ông Trump cũng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden thiếu năng lực, đồng thời công kích tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, đang giữ vai trò trưởng cố vấn y tế cho chính phủ đương nhiệm. Bang Arizona được coi là một chiến trường lớn, với các cuộc chạy đua gây chú ý vào Thượng viện và ghế thống đốc. Ông Trump không nói rõ bản thân có ra tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024 hay không. Tuy nhiên, ông tuyên bố phe Cộng Hòa sẽ giành lại Nhà Trắng trong cuộc tổng tuyển cử tới. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng kết thúc bài phát biểu bằng dự đoán các chính khách cùng đảng sẽ thắng lớn vào tháng 11 năm nay. Hôm qua ngày 16 tháng 1, lãnh đạo công đảng đối lập ở Anh đã cáo buộc Thủ tướng Boris Johnson phá vỡ các quy tắc và nói dối về việc đó. Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất nhằm vào nhà lãnh đạo nước này sau khi nổ ra vụ bê bối về những bữa tiệc được tổ chức tại văn phòng ở phố Downing giữa lúc cả nước Anh bị phong tỏa vì đại dịch. Trả lời với kênh truyền hình BBC, lãnh đạo công đảng Keir Starmer nói rằng lời xin lỗi của ông Johnson trước Quốc hội chẳng khác nào thừa nhận đã phạm pháp. Tôi nghĩ những gì xảy ra là khá rõ ràng. Đã có những vụ tiệc tùng quy mô lớn ở phố Downing. Không có nhiều điều có thể chối cãi, và tôi nghĩ công chúng đã ra quyết định. Sự thật luôn tự lên tiếng. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Oliver Dowden bác bỏ những lời kêu gọi ông Johnson từ chức, nhưng cũng cho rằng Thủ tướng nên xử lý văn hóa trong chính phủ của mình, dẫn đến việc nhân viên tụ tập nhiều lần trong thời gian phong tỏa. Hôm 12 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson lần đầu tiên thừa nhận ông đã dự bữa tiệc tổ chức trong vườn văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing hồi tháng 5 năm 2020. Một cuộc điều tra về các cuộc tụ tập khác liên quan tới chính phủ đang được văn phòng nội các Anh tiến hành, trong đó có cả cáo buộc về hai bữa tiệc ngay trước thềm tang lễ của Hoàng tế Philip. Công chúng Anh đã phản ứng tiêu cực với vụ bê bối này, và các cuộc thăm dò mới cho thấy đảng bảo thủ cầm quyền đang mất điểm rất nặng so với công đảng. Cũng giống như phần còn lại của châu Âu, thì nước Pháp vẫn đang phải tiếp tục chống chọi với số ca COVID-19 ngày càng tăng, phần lớn do biến thể Omicron. Nhiều cơ sở y tế của nước này một lần nữa đối mặt với áp lực và thậm chí là phải từ chối nhận bệnh nhân. Tại bệnh viện này ở Strasbourg, đơn vị chăm sóc đặc biệt đã không thể nhận thêm bệnh nhân. Ngoài nguyên nhân số ca bệnh tăng mà phần lớn là người chưa tiêm chủng, thì việc nhiều nhân viên y tế bỏ việc càng khiến tình hình thêm khó khăn.
Đội ngũ y tế rất dũng cảm và đã phản ứng tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi có nhiều người vắng mặt vì họ cũng nhiễm bệnh hoặc có những người quá mệt mỏi và chán nản. Theo các bác sĩ, những bệnh nhân không phải mắc COVID-19 mới đang là những người gánh chịu hậu quả từ làn sóng dịch lần này. Các bệnh viện đều đã chật kín từ trước Giáng sinh và phải từ chối rất nhiều bệnh nhân, thậm chí là những người phải chuyển viện từ các vùng khác đến. Chúng tôi nhận những bệnh nhân có hy vọng sống tốt nhất sau khi rời khỏi giường ICU. Đó có thể là những tiêu chuẩn khá chủ quan. Nhưng khi bạn có 3 bệnh nhân và 1 giường bệnh, bạn chọn người có tỷ lệ hưởng lợi tốt nhất từ chiếc giường đó. Hiện nay, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 ở Pháp, Italia và Tây Ban Nha đã cao bằng thời điểm bùng dịch năm ngoái, khi mà vẫn còn những biện pháp phong tỏa và giãn cách nghiêm ngặt. Cơ quan quản lý kênh đào Suez SCA hôm qua ngày 16 tháng 1 thông báo, dự án mở rộng nhiều phần của con kênh này sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2023. Thông tin này được nhiều đơn vị vận tải thế giới quan tâm, đặc biệt là sau vụ con tàu siêu tải trọng Ever Given bị mắc kẹt gây tắc nghẽn giao thông trên toàn tuyến kênh Suez hồi năm ngoái. Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã công bố các kế hoạch để nhanh tốc độ mở rộng kênh đào, phát triển lối vào phía nam của con kênh này. Cụ thể, đoạn dài 30 km cuối phía nam của kênh đào Suez, nơi tàu Ever Given bị mắc kẹt năm ngoái, sẽ được nới rộng thêm 40 m về phía đông và tăng độ sâu từ 20 lên 22 m. Theo SCA, kế hoạch này sẽ giúp cải thiện 28% việc điều hướng của các con tàu qua khu vực này. Bên cạnh đó, SCA cũng mở rộng thêm 10 km với tuyến kênh thứ hai được mở từ năm 2015. Việc tăng thêm một làn kênh sẽ giúp tăng số lượng tàu qua lại cùng một lúc thêm 6 chiếc. Kênh đào Suez chiếm khoảng 12% lượng vận chuyển toàn cầu. Vụ mắc kẹt của tàu Ever Given trong suốt 6 ngày hồi tháng 3 năm ngoái đã khiến thị trường toàn cầu bị tác động và thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, du lịch sức khỏe đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt thì với những F0 đã khỏi bệnh, những chuyến du lịch trong ngày sẽ giúp họ tìm lại sự cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần ngay trong lòng thành phố, ghi nhận tại Bảo tàng Áo Dài ở thành phố Thủ Đức. Vừa kết thúc thời gian cách ly để điều trị COVID-19, ông Tâm đăng ký tour du lịch dành cho hậu F0 tại Bảo tàng Áo Dài. Chỉ với một ngày trải nghiệm không gian thoáng mát, cổ kính, kết hợp với các bài tập thở, các phương pháp trị liệu cổ truyền, ông Tâm cảm thấy sức khỏe và tinh thần của mình được cải thiện rõ rệt. Nó vừa thư giãn của người mình, mà vừa được trị bệnh nữa thì nó sẽ nhanh hơn, tinh thần của mình nó thoải mái. Những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh gồm đau đầu, căng thẳng, hoa mắt, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, rối loạn tiền đình. Điều này cần được vật lý trị liệu để cải thiện. Do đó, tour du lịch này được thiết kế với trải nghiệm vật lý trị liệu do các y bác sĩ đông y hỗ trợ. Chúng tôi tận dụng những phương pháp cổ truyền của đông y để mà đưa vào đây để thành một cái mô hình du lịch sức khỏe mà chúng tôi đặt tên là tour du lịch di sản nghỉ dưỡng đó, và tâm linh ở đây là yếu tố tinh thần và tâm lý đầu tiên. Những người tổ chức tour này cũng không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mục tiêu chính là giúp F0 khỏi bệnh có những trải nghiệm duy trì bảo vệ sức khỏe với các động tác trị liệu đơn giản, dễ tập, dễ tiếp thu. Chúng tôi nghĩ là không chỉ sau đại dịch mà lâu dài thì cái việc kết hợp giữa du lịch và các cái phương pháp y học cổ truyền sẽ là một cái thế mạnh của du lịch Việt Nam sau đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lại chi hội Đông Phương Cổ Truyền và các đơn vị nào quan tâm để có thể biến cái tour du lịch này thành một cái tour du lịch thân thiện với lại tất cả du khách. Ngày càng nhiều người lựa chọn tour du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây là xu hướng du lịch sau khi kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngày hội khu phố xanh địa bàn phường Đa Cao quận 1 vừa diễn ra hôm qua tại khu chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu. Ngày hội do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển Change phối hợp cùng với Đại sứ quán Thụy Sĩ, Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương và phường Đa Cao tổ chức. Đổi rác thải nhựa lấy quà Tết là nội dung được quan tâm nhiều nhất ở ngày hội. Như chị Thủy, gần 500 hộ dân đang sống tại chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu đều đã tham gia hoạt động thú vị này. Vừa vui vừa bổ ích. Bây giờ thay vì mình đi bút thì nó ô nhiễm môi trường, mình đem đây cho như mọi người phường tái chế ra làm gì làm. Mình có quà nữa.
Cái này hay chứ, đâm ra là hàng năm mình tổ chức thế này rất là vui vẻ và có đó có thói quen phân loại rác ngay tại nhà rồi. Chương trình phân loại rác thì đã triển khai cách đây hơn năm rồi. Từ ngày có mảng tường xanh thì ý thức người dân xung quanh người ta dọn sạch sẽ hơn. Và nói chung là người ta cũng rất là thích thú. Rồi hiện nay có 3 cái công trình mà đang có ghế đá rồi cây xanh thì thiếu nhi cũng ra để mà vui chơi cũng như người lớn tuổi ra nghĩa là đó để mà ngắm cảnh này khác. Tại ngày hội, ban tổ chức đã công bố dự án khu phố xanh ra mắt các hạng mục đã hoàn thành như tranh tường tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và mảng xanh cộng đồng tại Đình Hòa Mỹ và khu chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu. Song song đó, nhiều công trình khác cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện như thùng rác tái chế nằm trong mô hình thí điểm phân loại rác tại nguồn, máy xử lý rác hữu cơ. Theo đánh giá của tôi thì đây mang lại một cái tinh thần tươi mới cho người dân sống tại khu chung cư này, bởi vì có thể là qua một cái đợt dịch mà chúng ta đã chịu rất là nhiều những cái thiệt hại về người cũng như là về vật chất, thì đây cũng là một cái nguồn động viên để dành cho người dân có một cái tin tưởng thêm vào những các cái chính sách của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm chăm lo cho người dân và có một cái Tết ấm no cho năm Nhâm Dần 2022. Khu phố xanh ở phường Đa Cao là một dự án thử nghiệm và được người dân nơi đây ủng hộ nhiệt tình. Đơn vị tổ chức kỳ vọng các địa phương khác có thể áp dụng triển khai mô hình này để góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Một mùa Tết rất đặc biệt đang đến gần khi mà người dân đã trải qua những ngày rất khó khăn với dịch bệnh COVID-19. Thời điểm này thì sự sẻ chia, tình đồng bào chính là điểm tựa ấm áp để nhiều gia đình khó khăn có thể đón một cái Tết bớt lo âu. Và các chương trình siêu thị nghĩa tình không đồng là một trong những điểm tựa đó giúp cho hàng ngàn gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh yên vui đón Tết. Tại phường 14 quận 5, chương trình siêu thị nghĩa tình lần 2 năm 2022 với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy đã mang đến ngày hội xuân ấm áp, ý nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đối với bà Hoàng Thị Tự, ngày hội đã làm vơi đi phần nào những lo toan vất vả và cả những mất mát đã phải trải qua trong những tháng ngày dịch bệnh. Nhà cô thì có 6 người, thì cũng nhiễm cả 6. Rồi trong đó thì nhiễm lần đầu tiên thì chú mất, nhưng mà sau đó thì khi mà cô về thì cô lại hết F0 thì cô lại tiếp tục tham gia để mà cùng với phường làm sao mà phòng chống dịch cho tốt. Qua cái siêu thị nghĩa tình thì thấy là từ già tới trẻ đến nhận quà thế này rất là vui. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp xuân về. Tùy vào những cái giai đoạn mà mình sẽ có những cái cách hỗ trợ, những cái phần hỗ trợ thiết thực với địa phương. Qua đó sẽ giúp cho người dân ở trên phường 14 sẽ đón một cái Tết vui vẻ và bình an hơn. Công tác tổ chức phải nói là rất đầy đủ và vui. Mình thì mình thấy một cái tâm đắc thích nhất là có tổ chức ông đồ để xin cái chữ về treo trong gia đình mình trong cái dịp Tết nguyên đáng tới. Đến với hoạt động ngày hôm nay thì người dân sẽ được tham gia các hoạt động như là hội thi bài mâm cổ ba miền Bắc Trung Nam, hội thi là ông địa vui xuân, gian hàng là thư pháp. Đặc biệt tại ngày hội lần này thì ban tổ chức ngày hội chăm lo cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi người dân như vậy đều nhận được một cái phiếu mua hàng và sẽ tham gia mua những cái sản phẩm mà mình có nhu cầu. Còn tại quận 6, 1.500 hộ gia đình khó khăn sẽ được mua sắm tại siêu thị mini này. 50 mặt hàng từ thực phẩm đến trái cây, bánh mứt như những món quà nhỏ làm ấm lòng bà con. Nói chung là nước ngọt rồi nè, rồi trứng nè, rồi muối, mắm, đường, bột ngọt, mình cũng đỡ phần đó dữ lắm. Hỗ trợ được 1.500 hộ, ngoài cái này thì mình cũng sẽ tập trung để hỗ trợ tiếp cho những cái hộ khó khăn trên địa bàn quận 6. Và nó mang cái ý nghĩa là rất là nhân văn. Từ nay đến ngày 20 tháng Chạp, sẽ có 32 siêu thị mini không đồng được triển khai để chia sẻ niềm vui Tết với 25.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con bớt đi lo toan mua sắm ngày Tết, lan tỏa tinh thần nghĩa tình trên khắp thành phố. Thích ứng với giai đoạn bình thường mới, doanh nghiệp cũng phải sáng tạo, phản ứng nhanh để mà thích ứng với xu hướng và cách thức tiêu dùng mới của người dân.
Mới đây thì mô hình giúp người dân đi chợ kiểu mới kết hợp giữa đặt hàng online qua app điện thoại và mua trực tiếp tại các xe lưu động bán hàng đã được triển khai khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Ngọc Anh ngụ quận 12 đã đến xe siêu thị di động đặt ngay cạnh nhà để mua thực phẩm cho bữa ăn của gia đình. Bình thường thì mình phải đi chợ xa thì cũng khó khăn. Thì bây giờ gần nhà có một cái xe lưu động như vậy thì rất là tiện lợi cho mình. Thì thấy ở đây hàng hóa, thực phẩm rất là tươi và giá cả thì cũng khá là mềm. Hiện tại chúng tôi đang có 200 xe bán hàng lưu động và được di chuyển khắp các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Và với mô hình online thông qua app ứng dụng, và thời gian sắp tới sẽ phủ đến tất cả các tỉnh thành còn lại trên toàn quốc. Tất cả các mặt hàng mà Vinao cung cấp là được nhập từ các nhà cung cấp hàng đầu uy tín để đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Với những người bận rộn công việc, chỉ cần mua hàng trực tuyến thông qua app Vinao, các thực phẩm tươi sống và rau củ sẽ được giao tận nhà trong vòng 30 phút. Ngoài ra, người dân có thể tham gia nhóm mua chung để được tính giá sỉ cho đơn hàng. Những mô hình tiện lợi này sẽ là xu hướng được nhiều doanh nghiệp hướng tới, đáp ứng nhu cầu mua sắm mới của người dân khi dịch bệnh được kiểm soát. Cùng với sự phát triển của xã hội, việc đón Tết, ăn Tết, nghỉ về Tết đã có nhiều thay đổi. Vì thế thì nhiều người vẫn hoài niệm với mong muốn tìm về không khí dư âm của Tết xưa. Và dịp Tết năm nay thì người dân thủ đô Hà Nội sẽ có cơ hội được xem Tết, ăn Tết và chơi Tết thông qua không gian tương tác và triển lãm mang tên Tết xưa tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Hơn 100 phiên bản tài liệu, hình ảnh thú vị, độc đáo, hiếm có về ngày Tết cổ truyền đã đưa người xem ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Không chỉ tái hiện phiên chợ ngày xuân, phong tục du xuân, đây còn là nguồn sử liệu quý giá, khẳng định nét đẹp văn hóa của cha ông từ ngàn đời nay. Tài liệu lưu trữ nó có một cái giá trị thuyết phục hết sức là mạnh mẽ mà các dạng tài liệu khác không có được. Thì nhận thức được cái điều đó, những người làm lưu trữ bao giờ cũng rất là muốn cung cấp cho công chúng một cái góc nhìn thuyết phục về những các cái truyền thống văn hóa. Một phần không khí Tết xưa đã được phát họa sinh động thông qua không gian tương tác ngay tại triển lãm, giúp cho người xem trải nghiệm phiên chợ ngày xuân với những món ăn đặc trưng ngày Tết, phong tục xin chữ đầu năm, chợ hoa xuân. Tất cả cùng tạo nên một phong vị Tết xưa đậm đà bản sắc dân tộc. Nó làm khơi dậy sự hứng thú hơn và người ta cũng sẽ tiếp cận những cái đấy một cách rất là tự nhiên, như một cái nhìn kiểu quay về giá trị truyền thống. Triển lãm sẽ mở cửa tự do từ nay đến ngày 15 tháng 3 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Hà Nội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.